Rồi, kính chào anh em mình thủ nha. Hôm nay là video ngày 6 tháng 9. Shop Hoàng Tiger xin lên một ít cần nội địa Nhật. Nay em về đường ít, hàng em về nhiều lắm. Đợt này em về nhiều lắm anh em đừng lo, sau dịch anh em không có hàng. Trước hết anh em nhớ đăng ký giùm em một cái đăng ký giùm em. Cái thứ nhì là em xin cũng nói luôn là do cái tình hình dịch thì shop em chắc chắn ngày 15 tháng 9 sẽ đi hàng cho anh em đừng lo. Em đảm bảo. Cái thứ nhì là anh em giúp em mua sản phẩm nào từ 500 ngàn trở xuống thì cọc cho em 100 ngàn. Từ 1 triệu đó, còn từ 1 triệu thì cọc cho em 200 ngàn. Anh em nào thích mua thấy sản phẩm em giá ok, chất lượng thì mua. Còn không, anh em qua shop khác mua. Không có vấn đề giá, mình vui vẻ với nhau. Được thì anh em mua, không được thì mua shop khác. Đừng có mà cằn nhằn hay chửi hay nói những cái lời lẽ không hay. Tại bên em bán uy tín, nhận em sẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa cho anh em. Còn nếu sản phẩm tới tay anh em gãy hư có vấn đề gì, em sẽ hoàn lại cọc. Anh em yên tâm vấn đề đó, 100, 200 đó với em không quan trọng đâu. Quan trọng là cái uy tín bên shop em. Shop em đã gây dựng uy tín trên cái Facebook với lại cái này là em bán cần đúng được 6-7 năm rồi. Uy tín em rất cực kỳ quan trọng chứ không phải là một hai đồng đâu. Trước em bỏ sỉ không mà sau em mới làm là bán lẻ trên YouTube này. Giờ đó anh em thích thì mua, còn thích thì qua shop khác. Giá trị và sản phẩm thì anh em nào mua ở shop em từ bữa tới giờ cũng đã biết cái chất lượng bên em thì hãy mua, còn thôi qua shop khác không vấn đề gì hết. Đó, đừng nhắn tin chửi hay gì đó, em cảm ơn. Cái đó là cái chia sẻ của em. Và em cũng chia sẻ luôn, hàng em về rất là nhiều, anh em yên tâm về vấn đề chất lượng hàng. Cái này lô này là lô hàng trung cấp, hàng từ cái lô này giá từ chỉ có 1 cây giá hơn 1 triệu thôi, còn nhiêu là dưới 1 triệu mà. Cây 2 cây dưới trên 1 triệu à, còn nhiêu dưới 1 triệu không. Và đây là hàng nội địa Nhật, em lấy từ Nhật về, anh em an tâm vấn đề đó. Thì hàng em sẽ kiểm tra trước khi giao anh em là từ cái khoang, cái ngọn gãy bọng hay vấn đề gì hết em đều đảm bảo. Cái này gãy em sẽ nói gãy, em đắp em nó này nè, chỗ này gãy nè, nó hư chỗ này nè, chỗ này gãy em nói chỗ này, em sẽ bán rẻ cái này. Như những video trước em bán có những cây lua em chỉ bán giá cực kỳ rẻ luôn, nhưng mà cái công em bỏ vô làm những cây lua nó còn mắc hơn cái tiền em bán ra nữa. Bữa em bán cái cây lua đó giá chỉ 250.000 mà công em nối cái cây lua đó em lên khoan cái chắc có thể là gần bằng đó, nhưng mà em vẫn bán cho anh em có cái dụng chất lượng em đảm bảo đó. Như bây giờ trước tiên là em có về một lô mini, lô rút mini nè, ít cần lua nè, hai khúc cần sức, đây là cần lô này là sức nha, cho anh em cô lục á, cái này là cho anh em cô lục với lại ít cần ba khúc có can vợ có đầy đủ. Rồi trước tiên em sẽ lên một cây chống vợ. Cây chống vợ này là hàng nội địa Nhật. Đây, đây là thông số của nó. Inipac hãng này thì cái dấu này, cái em cũng nói luôn, cái dấu xước này là không phải dập bể gì đâu, do là sâu nó mắc hạt cát này, khi mình rút cây cần vô, mình rút cây cần vô thì thường thường cái hạt cát nó sẽ cứng đây, nó làm cho mình một chút chay. Thì anh em tưởng cái này là bể chứ cái này là dập bể không phải đâu nha. Dập bể mình bóp vô cái là cái carbon mình bụp liền. Đây bể em sẽ chỉ cho. Đây cái này cái bể nè, cái nào cỡ khi mà bể khi có nước một cái là nhặt lấy tay nhắn vô cái là nó có tình trạng sụp liền đó, nó chạy con đường mà nè. Đó, bể này thì em có kiểm tra cái nào bể em sẽ nói bể nha. Đó đây, đó anh em thấy không, đây là một cây 20 1m8, hàng này hàng chống vợ khoan buji, hàng cái này là buji. Ở đây có một cái khoan ngay chỗ này nó bị bể sứ, thì em mới đắp cái sứ của cái sứ xịn vô. Cái sứ của sứ cái này là sứ xít hay sứ gì ta, không phải buji đen thôi. Em nó bị rớt cái con này ra, nó bể cái này thì em lấy đắp này vô, nên nhưng mà tình trạng nó vẫn ok nha.
thì em chỉ đắp vô thôi, em lấy keo bê em dán vô thôi cho nó chắc chắn thôi chứ không có bị gì hết đó nha. Đó, cây là cây chống dầu 1m8, độ cứng 20 cho anh em đi du lịch đi các kiểu. Giá cây này là cây mã 401, có mức cân nặng là 87 gram, độ cứng 20, độ dài 1m8. Cây này có mức giá là 450k nha. Phí bao giờ chưa ship nha. Từ đó giờ em bán là em không có bao ship nha. Ship này là bên dịch vụ nó lấy nha, chứ không phải bên em nha. Nói trước. Cây thứ hai là 402. 402 có độ cứng là 20, độ dài 1m8, dòng này là của Daiwa thì phải. Em coi coi. Hình như là của Daiwa. Đúng rồi, đây này à. Cái dòng này là của Daiwa Carbon Haya nè. Đó anh em thấy không? Dòng này là của Daiwa Carbon Haya nha. Haya chị cũng trong, đó anh em thấy không? Đó, Carbon Haya. Nha, độ cứng 20, độ dài 1m8 cho anh em đi câu trốn vợ khoen buji phát quang đây. Cây mã 402 này có cân nặng là 119 gram và mức giá của cây này là 650k nha. Kế tiếp đây, kế tiếp là màu mã C403. 403 là một cây 20 1m8 của Suyumi. Đây. Hàng. Đó, dòng đây là dòng anh em có thể lua cũng được, kết hợp mình lua chơi á, lại mình câu đầu cành chúng mình đi du lịch mình này rất là tiện. Đây khoen bát buji thì cây này có mức giá là 600k, cân nặng 128 gram, 403. Kế tiếp 404. 404 là một cây này là có chiều dài là 2m4. 2m4 độ cứng, để em coi coi. Độ cứng tầm 20, độ cứng tầm 20. Đây, độ cứng tầm 20. Và em nói luôn tình trạng của cây này là bị vỡ một khoen. Bị vỡ ngay cái khoen ngay đây thì em đã thay cái khoen này. Đó, cái khoen em thay còn xịn hơn cái khoen cũ nữa nha. Khoen này là khoen của cây xịn nè, em lấy em vô thay nè. Đó, với lại em thay luôn cái alo. Đó, cho nó kết hợp cho nó đúng thì cái này em sẽ bán rẻ nha. Cái này em sẽ bán cái hãm tư này bán bá giá là 350k thôi. Cái này có cân nặng là 144 gram nha. Đây, cân nặng 144 gram. Chiều dài 24, độ cứng 20, chỉ có 350k. Đó, em đã là thay hai khoen rồi. Kế tiếp là một cây Shimano đờ cao bát đúc. Đây, cây nào bát đúc đờ cao nha. Đó, để chút nữa em sẽ rửa vệ sinh. Cái này là do nó còn cát ở trong. Chắc chắn nó còn cát ở trong luôn. Em sẽ vệ sinh chưa? Nè, cát nè. Cát chút nữa em rửa vệ sinh chưa? Vệ sinh rồi em làm cho nó sạch sẽ ở trong cát lóng. Cần thiết em sẽ tháo cát lóng ra em vệ sinh luôn. Đó, cái tiếng này là tiếng còn cát ở trong nha. Cái cát này rất là hại nha. Anh em có đi câu kéo nhớ cẩn thận cái cát này. Dãy cá nè. Nó câu nữa cái dãy cá nó còn dính luôn. Đây là em báo luôn. Cây Shimano Holiday Bag này là cây đời mới nha, chất liệu carbon. Và cây này có độ cứng đâu để em kiểm tra. Độ cứng 10, độ dài 2m4, hàng Corus. Hàng này là hàng xịn của Shimano nha, chứ anh em nhớ điều vấn đề đó nha. Cây này là cho anh em câu câu cái cá nha. Cái này là em thấy là cũng cũng nếu mà em thật sự luôn, em mà đã là dân câu cá nước mặn, em là dân câu cá nước mặn mày, cái này mà quýnh dạng như mình quýnh cá cháp nè, quýnh bún đục rồi đó, đó quýnh cá mấy cá mà trong đầm em nó bè nó đập nó quýnh hết giờ luôn tại cái độ cứng này nảy lắm nha. Chút nữa em sẽ dán cái khoen này có xúc ra nè, nó xúc cái khoen này để em dán vô luôn nha.
Ok, em đã dán xong rồi nha. Này, chút nữa nó khô keo nữa xong rồi. À, em cũng chỉ luôn những cái khoan như thế này nè, khi mà xúc ra anh em khi mà mua lỡ mà vận chuyển nó giống như nó xốc lên, nó xốc xuống, nó rớt cái khoan này ra đi trong cái đầu này, anh em dáng cố gắng bình tĩnh lại. Đừng có, cái này là do, không phải lỗi do người bán đâu, do vận chuyển á. Cái này nó thục ra thục vô nữa, nó đóng rớt khoan này thì mình làm gì, có hai cách. Một là keo AB, pha hai keo AB vô dán vô đóng cái khoan này lại. Hai, dùng keo dán sắt dán vô có chút xíu à, mình thoải mái chút xíu. Nhưng mà cái thứ nhất, cái thứ nhì luôn, khi mà anh em dán cái keo mới vô rồi nó còn chắc chắn hơn nữa, thì mình đã biết mình cái sản phẩm mình đã gia cố được chắc chắn trên mỗi cái đầu khoan thì mình an tâm hơn khi mình câu nữa, chứ đừng, không có vấn đề gì hết đó. Đừng có mà cái khoan này gớt ra sao, cái đó mình làm chút xíu mình xử lý lại. Cái này do lỗi khi mà vận chuyển nó thục ra thục vô nè, rớt ra thì mình giúp, mình mở lòng chút xíu mình giúp đó, dán vô chút xíu xong sản phẩm mình đảm bảo được cái sản phẩm mình đã dán keo chắc chắn nữa. Thì mình tự tay mình làm, mà cần thiết tháo từ khoen ra luôn, dán vô định vị từ khoen dán vô chắc chắn luôn, tự tay mình làm luôn, mình chắc chắn khi mình câu con cá mình an tâm hơn sản phẩm mình nữa. Đó, cái này là giúp mình vừa xúp xớp mà mình vừa có cái sản phẩm mình chắc chắn nữa. À, cái này em bán 750k nha. Rồi, mã C405, 750k, một cây Simulo nồi mới. Cái tiếp là cây 406, là một cây Daiwa, độ cứng 10, mini break. Này, khoan chất liệu carbon hai da, cho anh em câu độ cành. Đọt mềm nha, em nói trước đọt mềm, để cho anh em câu báo cá, nhíu đóng. Thì cây này em bán mức giá là 800k. Cây 406 này có cân nặng là 247 gram, giá là 800k. Em chưa quên, chưa đo coi báo đọt nữa. Em báo đọt nha, mấy cây mini thì em không báo nha. Thì đọt nó cỡ chừng ly mấy, hay ly ly, ly, ly 6, ly 7, ly 6, ly 7, ly, ly, ly 4, ly 6, ly 7 thì anh em cũng biết rồi. Cái này có đọt là 1 ly 4 nè. Nha, 800k. Rút gọn là 2, 4, 65cm. Cái tiếp là mã 407. Mã 407 là một cây độ cứng 2, độ dài 27, Olympic khoan Buzi, và cây này chất liệu là Fib. Đây, cứng 2. Cây này dòng ISO. Cây này chỗ này là khúc nối nha, khúc nối này là em cũng chỉ luôn. Cái nối này từ đây tới đây là bọng, từ đây tới đây là đặc. Cái độ cái ngọn đặc này là cực kỳ chắc chắn nha. Tại em cũng là dân câu Ikeda, cái ngọn Ikeda em như cái cọng tóc vậy mà vuốt từ sợi thủy tinh này nè, vuốt ra và em bắt, em không phải nói bậy chứ, con cá 3 4 kg 4 5 kg em bắt bình thường mà em câu ở bè đó, mà em câu cá biển nha chứ không phải cá nước ngọt nha. Đây, khoen bát Buzi độ cứng 2, độ dài 2m7. Cây này có mức giá là 290k nha, 290k cho cây cần này, quá rẻ chắc chắn luôn đó. Cân nặng của cây này là 266g. Đó, một đi sáu. Kế tiếp là một cây C408 có cân nặng là 211g. Cây này là một cây ISO khoen nhỏ lóng ngắn nha, 1 2 3, thu gọn 65g. Đây, cây ISO khoen nhỏ lóng ngắn mà cái thông số của nó sao em thấy nó mờ hết rồi. À, cây này có thông số là 3m6, chiều dài của cây này là 3m6. Cho anh em đó du lịch rút gọn là chỉ có 65cm thôi. Và cây này có độ cứng, nếu mà đọt này, cái đọt to như thế này, độ cứng 3. Rút ra thẳng từng nè. Rút ra thẳng. Đó, rút ra thẳng. Độ cứng này phải 4H. 4H hơn. Nè, đọt to, đọt cái này ở đâu đếm rồi. Cái đọt này phải 4H, 4H hơn. Đọt 1 ly 2. Và cây này có cân nặng là 400
211 gram và em bước báo giá luôn là 650k nha. Có cây này, cây ISO mini này. Kế tiếp là một cây ISO. Những cái dòng này thường thường anh em ở Quảng Ninh rất là chuộng nè. Kế tiếp là đọt một cây ISO khoen lở, độ cứng 10, độ dài 2,7 m. Đây, độ cứng 10. Cây này nếu mà tính theo độ cứng của ISO khoen bé thì nó tầm rơi vào đọt số 2 nha, số 2, số 3 nha. Thì hàng tất cả các cái lô lóng này là em đã kiểm tra kỹ từ lóng rồi em mới dám, còn hư là em dạt hết, em dạt ngang hết à. Cái nào ok đã hoàn thiện em mới bán, còn hư một chút xíu là em dạt ngang hết. Mã 409 này có cân nặng 140 g và mức giá là 700k. Kế tiếp là một cây Suzumi. Cây Suzumi này rất hay nha. Này nè, anh em thấy không? Cái khoen của nó nè. Đây. Khoen này rất là cao. Dòng này là dòng 2,7 m cho anh em chuyên lua ghềnh. Lua cá chẽm. Này, Seabass là cá chẽm nè, 27 độ cứng T nè. Cây này là hàng Suzumi Made in China, xuất thị trường Nhật. Và hàng này là bây giờ hàng đời cao, giờ là thị trường China không à. Em bán đồ xịn mà vẫn Made in China nữa. Đó. Và cây này độ cứng nếu mà em tính luôn độ cứng cây này khoảng M, độ cứng em M, M, MH, M, em nghĩ là M đến MH á. Cây này quấn mát mồi có chừng 15-16 gram ok nha, 15-16 gram ok. Thì cây này em bán rẻ thôi, bán rẻ cho anh em. Khoen này là khoen của hãng nha, chứ không phải là khoen buji nha. Đó, cái này cây Suzumi đây rất là đẹp, cái này em bán 550k thôi đó, bán rẻ đó. À, quên nữa, cây này có cân nặng là 201 g nha. Ngọn đâu, ngọn 2 ly 2, 2 ly 1 đó, giá cực tốt. Kế tiếp là một một cây cái này, dòng này là dòng súp lở nha. Holiday độ cứng 23,6, Shimano Holiday. Cái phôi Holiday này rất là nảy nha. Thì chút nữa em vệ sinh cái chỗ này nó hơi bị dơ. Đây. Độ cứng 20, chiều dài 3,6 cho anh em quấn lục độ cành, quấn bền, siêu bền. Và cây này có tổng đồ cái ngọn đó em coi coi, ngọn nó cũng em thấy cũng to như vậy ta. Gọn 2 ly 9 luôn. Gọn 2 ly 9, 3 ly luôn nha. Đây, cân nặng 259 gram. Cây này có mức giá là 900k. Đây, siêu phẩm Holiday. Kế tiếp là một cây Shimano Holiday, độ cứng 25, độ dài 4,5 m cho anh em quýnh siêu bền. Dòng thôi Shimano Holiday này rất là nảy nha. Độ nảy khá là ok. Cái này cũng còn khá đẹp á. Khá đẹp, cái này khá đẹp luôn, mới tinh nè. Mới, cái này cũng mới. Và cây này có cân nặng là 2 377 gram và mức giá của nó là 1 triệu tư nha. Và cây này có ngọn là mấy ly đây? Anh em ở những cái vùng mà bạc biển, quýnh bạc bãi biển, những cái dòng này quýnh rất là hay. 2 ly 2 ly rưỡi, đọt 2 ly rưỡi nha. Đó, hai cái này mới tinh luôn á. Kế tiếp là một cây 33,9 m. À, cái gốc này á, là nó bị dơ nè, bị chày nè. Thì nếu mà anh em câu lục thì anh em cũng biết rồi. Bị cái gốc này nó bị chày chút xíu này không sao đó. Tại khi thứ nhất mình hạ cái bát này xuống ngay chỗ cái gốc này, mình bọc màng con ngay chỗ này, cái khúc trên này nó còn đẹp, thì khi khi mình lấy ra câu em đảm bảo như mới, đúng không? Tại em cũng là dân, em cũng ra ngoài Bắc, em đã từng xem anh em câu lục, em đã từng cầm cái cần câu lục em đóng cá, và em cũng từng được
một số anh em chỉ em cách cân phao xét, thì em cũng cảm nhận được, em cũng may, cái may mắn của em là em được đi nhiều và em được câu những cái thể loại khác nhau nên em tìm hiểu được. Nên em đây, cái này độ cứng 30, 30 này tương đương với lại là CS của Shimano 39. Phôi rất là đẹp, bên trong phôi rất là mới nha. Nó bị chạy thôi, anh em hạ bá chút xíu, hạ mình hạ bá mình bọc bằng con ngay chỗ đây, mình để cái máy ngay chỗ chạy này là hết, là giống như như mới rồi. Đọt 3 ly 1, 3 ly 2 vậy đó. Cây Shimano Holiday này có cân nặng 363 gram với mức giá là 1 triệu 3. Thôi em bán 1 triệu 2 50 thôi. Bán rẻ nữa. Kế tiếp là một cây C414. 414 là một cây súp lở 39 của Suzumi. Này. Cây này độ cứng từ 10 tầm 15 20 nha. Của súp lở nha. Chuyên bền, những dòng này là những dòng chuyên bền nha. Anh em cô bền, đầu cành các kiểu. Cây 414 này có cân nặng 240 gram. Đây, cây này còn rất là mới nha. Mới tin nè. Đọc lên cho mấy ly. Đọc 2 ly 2. Dạ. Đọc 2 ly 2, 2 ly 3. Và cây này có mức giá là 750k. Kế tiếp là cây 3 mét của Suzumi luôn. Này. Cây này độ cứng từ 20, độ cứng tầm 20, chiều dài 3 mét, nặng 176 gram. Đọt 3 ly. Và cây này có mức giá là 550k. Đó. Kế tiếp là một cây 254 mét của Shimano Holiday Carbon dòng súp. Đây. Dòng lúc nãy chưa siêu bền. Cho anh em câu lục bạc biển. Câu những dòng cá nhỏ giống như là bóng đục ở những dòng biển như Phan Thiết á, thì em thấy cái gần đá nó cũng khá xa. Họ thường quýnh chì 50 đến 70, quýnh ra xa để câu bóng đục á, mà cá bóng đục có quả ngon thiệt. Bún đục với cháp. Cây C416 này có cân nặng là 336 gram. Độ cứng 25 tương đương với DS. Ngọn 3 ly 6. Cây này có mức giá là 1 triệu 200k nha. Cây C417 là một cây 34m2. Cũng Shimano Holiday luôn. Cây này ngoại hình có xước xát chút xíu thì em cũng sẽ bán rẻ hơn. Độ cứng 30 tương đương CS. Đây, cây này thường thường ở thị trường nó bán tầm rơi vào 1 triệu 6, 1 triệu 7 cái này. Nếu mà ngoại hình và độ cứng như thế này thì em bán cái này 1 triệu 4 thôi. Độ cứng 30 tương đương CS. Anh em cô lục là những cây này là cũng khá ok rồi. Đoạn 3 ly. Ba ly mốt vậy đó. Có xước xát chút xíu. Xước xát là do chạy, do vận chuyển thôi nha, chứ không phải xước vô carbon. Họ thấy dán là thấy tiền nè. Nhìn dán bao nhiêu luôn. Em bị chết cho tao. Kế tiếp là một cây 25425. Cây này dòng của Olympic thì phải. Nếu thường thường dòng này là của Olympic. Góc có xước xát. Cây này dòng này có xước xát. Hình như của Olympic. Đây, Olympic, chuẩn Olympic. Và độ cứng 25 tương đương DS. Một cái khoen này, em báo luôn, cái khoen này là hồi bữa nó về nó bị bể sứ. Bể sứ rồi. Đây, nó bể sứ ngay chỗ này. Thì xấu quá thì em thay luôn cái khoen này luôn. Đó, bể sứ, em thay luôn khuyên cái khoen buji đen này luôn. Nên em bán rẻ. Và cái này có lợi thế thứ hai, chưa gãy một chút xíu nào.
Này, 20 vẫn đủ nè, anh em đo nè, từ cái định vị xuống dưới 20 cm là chuẩn nha. Khỏi cần biết mày gãy hay không gãy. Rút ra, đo, bụp, 20, lụm, là cái này chưa gãy. Đó. Khoan định vị dễ biết lắm, đưa vô ngón tay vô 20 cm là lụm, là cái này chưa gãy. Còn vô mà vô nó còn có 15, 16 là anh em biết rồi nè. Từ khoan này mà lên tới đây là 20 là lụm nè. Một gang tay của em nè. Đây, ngọn định vị. Dàn trên là khoan xít nha. Em chỉ thay cái khoan này thôi. Thay cái sứ khoan này thôi chứ nó bể rồi, xài cũng đâu có được đâu. Tại nó bể mà anh em khi mà câu á, cái dây của mình nó cạ vô cái chân khoan mà bể á, là tua dây đứt mất cá. Đây. Dàn khoan xít. Thay khoan này thì em cũng sẽ bán rẻ cái này. Cây này thường thường nếu mà không bể thì cây này mức giá cũng cao quá, nhất phải từ 8-2 triệu á. Em bán cái này mức bằng mấy cái kia luôn, 1,4 triệu thôi. Cây này có định vị nha, cây này có định vị ngọn đây, ngọn định vị đây, độ cứng 25, độ dài 4,25, cho anh em cô bền. Kế tiếp, là một cây Suyumi. Cây này có chiều dài là nhiêu đây? Còn cây này còn mớ đẹp quá. 3,6 độ, 3,9 độ cứng 25. Cây này mã là 49. Này. 25 39 dàn súp bền. Đây, keng. Khoen buji phát quang. Còn 2 ly. Khoảng 2,5 ly. Cây này có cân nặng là 286 gram, mức giá là 1 triệu một. Xem cái này bán 1 triệu thôi. Bán rẻ cái này 1 triệu nha, cái này rất là mới nha. Đó. Kế tiếp là một cây độ cứng 4, độ dài 5,4 m, dòng ISO khoen lớn. Này, cho anh em câu gần biển. Câu ISO săn hàng, những địa hình mới tinh, cây này còn mớ khoảng 90%, sơn ánh kim tuyến nè, cây mới lắm. Số 4 là 54DS. Đây, khoen đây. Khoen này là khoen gì đây? Đây là khoen hãng theo cần nha. Cây này có mã 420, có cân nặng 483 gram. Em bán mức giá là 650k thôi. Cho cái ISO này, ISO khoen lớn này. Đó, giá rẻ không? Kế tiếp. 421 là một cây súp lở 3,9 của Olympic. Cái này là chày, nó giống như dạng như nó cà vô đâu á, nó xước thôi nha. Xước này là không có bể nha. Xước chút xíu sơn ngay chỗ này thôi. Thì bán rẻ chứ. Đó. Độ cứng tầm 15-20 của súp lở. Chiều dài 39 cho anh em câu lục bên. 421 có cân nặng 321 gram. Gọn 2 ly 2. Và cây này có mức giá là 750k. Do đó em khá tốt. Cây em tôi chọn. Kế tiếp là một cây súp 25 3,9 chất liệu carbon hai da xoắn. Cái này có xước xét nhẹ. Hàng đã qua sử dụng. Nó chất liệu carbon hai da xoắn. Cây này có độ cứng là 25 tư lương DS. Khoen bát buji chất liệu carbon hai da. Ngọn 2 ly 8, 2 ly 9. Cái này có cân nặng là 376 gram và mức giá là 1 triệu. Nha. Cho cây súp này. Cái tiếp là một cây ISO ngắn tiếp. Cây ISO này là dòng đẹp quá nha, hoa văn búp bê trên đây nữa nè.
Cái này cứng rồi nha, cái này cứng à. Cái này cứng, cái này khoảng oregano. Chắc chắn luôn, cái này làm cực kỳ chắc chắn luôn á. Làm mốt nè, chất liệu cực kỳ chắc chắn luôn. Cái này xài giống như là xài không bao giờ hư hay sao, làm quá chắc chắn luôn. Nhìn đồ đấy, nhìn chắc chắn lắm. Ăn chịch. Cái này nó không có ghi thông số mới ác chứ. Đó, con rút ra thử coi. Không ghi. Tầm 2m7 quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 lóng. 6 lóng, bằng lóng nhiêu đây? Đo lóng mà biết. 1, 2, 3. Lóng 4 mấy? 2m7, 3m thì được nha. Cái này có độ cứng, độ chiều dài là 2m7, 3m gì đó. Chắc nó mờ thông số hay sao quá. Độ cứng trên 30 nha, 30 50 gì nha. Khúc thu gọn là 1 2 60 cm, 60 65 cm. Cái này rất cực kỳ chắc chắn, rất đẹp. Cái đèn bán 400k nha. Mã 423, cân nặng 365 g. Cây này quýnh anh em câu lăng xê hay câu gì cũng được. Khoen buji. Này, 400k cho cái này. Rất đẹp nha. Đẹp, nhìn đẹp không? Chắc chắn không? Nhìn chắc tay luôn. C424. Cây này là một cây China xuất Nhật rồi. China hay Korea? China. Độ cứng nhiêu? Sao mấy em kiếm mãi mấy cái này nó ghi nó trốn thông số hay sao? Đây, chiều dài 3 mét. Đây, độ cứng tầm 30 3 mét. Khoen buji theo hãng à, cái khoen này nó muốn xúc ra nữa nè nè. Chút nữa em sẽ làm cái khoen lại, khoen này muốn xúc ra nè. Chút nữa em sẽ đóng cái khoen này lại cho. Cái này em bán chất liệu carbon, em bán 450k luôn nha, hàng China xuất Nhật. Hàng rất là đẹp nha. Đó, 450k cho cái ISO này. Xài bao bền. Kế tiếp là mã 425. Mã 425 là một cây ISO gì đây? Em kiếm thông số mấy cái này em khủng hoảng. Đây, lấy cái tem không phải. Rút ra cũng thấy nữa ta. 1 2 3 4, chiều dài tầm 3m9. 3m6, 3m9 gì, 4m gì không biết nữa. Trời ơi. Nó mờ thông số ngay đây nè, thông số thường thường nằm đây nè mà nó mờ xài giết luôn. Thôi kệ. Bán đại cái này nha. Cái này là một cây ISO. Nếu mà tổng chiều dài đâu để em coi coi. 1 2 3 4 mét. 1 2 3 4 lóng, cái này tầm 3m6 nha. 3m6 3m9 gì đó. Em bán rẻ cái này nha. Đọt tầm này số 3 số 4 của ISO. Em bán cái rẻ này 550k thôi. Nha, cho cái ISO khoen lớn, khoen bắp buji đàng hoàng nha. Không có bị dập, không bị bể gì hết đó, anh em yên tâm. Là chỉ mờ thông số thôi. Em không thấy thông số nó đâu đó, em bán rẻ đại đi. Này là ăn lỗ chịu nè. Kế tiếp là mã C426. Đây, 426 là một cây cực kỳ châu bò Olympic. Cây này có độ cứng là 4 và chiều dài là 6m3 nha. Cây này có hai sự lựa chọn cho anh em. Đây, cái đọt của nó chà bá lửa luôn. Đây đọt của nó. Anh em thích câu ISO thì câu, không thích xả bỏ làm bằng tay cho em. Và cái này em nói anh em. Nè anh em nhìn phôi nè, em tháo phôi cho anh em coi. Cỡ cần tay Trung Quốc 3 4 triệu em xả cây này ra, em búng, em ép con cá, em bắt ngang với những cây đó và giá cực kỳ rẻ hơn nhiều. Nè, anh em nhìn phôi nè. Đó, dày cực kỳ dày luôn. Đó. Hứa với anh em luôn, xả cái này ra làm cần tay, em săn được chấm đen có chừng 7 8 kg á, em búng được á.
với chất liệu phôi này như thế này. Đó, độ cứng 4, độ chiều dài 6m3. Bán rẻ cây này cho anh em về xã Cần Tay nè. Cho anh em săn hàng ở những cái đập thủy điện. Móc ốc quýnh chấm đen cho em. Giờ em bán 1,3 triệu. Anh em nào lấy cây này quýnh được con chấm đen chụp hình gửi cho em tặng cà phê thêm 500.000. Đó, cho đẹp luôn, giống như món quà. Có clip quay cho em, cây cần này quay clip cho em. Đó, còn gãy trả xác lại em. Câu chấm đen quay clip nói là Hoàng ơi, anh đóng cây cần này gãy trả xác lại em hoàn tiền lại. Đó, chờ đẹp không? Là chờ bao luôn á. Vừa bao mà vừa có thưởng nữa. Cứ lấy cần này câu đúng con chấm đen hay gì đó, cá lớn trên 7 kg. Đó, quay clip cho em. Hoàng ơi, anh quay clip nè, cần có em nè, câu đơn cá vậy nè. Rồi, có món quà 5 xị cho anh luôn. Bao gồm giống như là anh không thích tiền thì nó đồ đạc hay các cái gì, ba cái phụ kiện gì em gỡ, tổng chi giá là 500.000. Và cái thứ nhì, khi mà câu con cá đó có quay clip mà lỡ câu, mà em cũng nói luôn nha, câu trên clip đó em nói anh quýnh sai kỹ thuật là em không có đền nha. Tại em cũng là dân câu, em biết kỹ thuật của bắt con cá, quýnh mà cái dơ, quýnh ẩu, quýnh mà cái ỷ gì là cũng không được. Quýnh mà để gãy cây cần làm cũng là mình cũng đã tệ rồi. Đây. Thôi rất là chắc, trâu. Cho anh em săn hàng đó. 1,3 triệu cho cây 424226 này. Chơi có quà luôn. Kế tiếp là một cây 3m6, 1, 2, 3, 4, 3m6, chất liệu là fib. Cây này có độ cứng khoảng 4H nha. Cây này 4H. Cây này ngọn nó nhỏ lắm. Cây này nhìn cái ngọn của nó này, em thấy muốn làm mệt luôn. Cái ngọn nè. Ngọn có 2 ly vậy, ly 8, 2 ly vậy. Cái này em bán 300k thôi cho anh em đó. 3m6, 300k, chất liệu fib nha, không phải là carbon nha, nó giá rẻ này. Ngọn 2 ly, cứng 4H này. Cái mã này là mã 427. Kế tiếp là mã 428. 428 đầu cây 52m7 dây trong. Đó, cứng 52m7. Cây này giá em bán rẻ cho anh em là 550k cho cây cứng 52m7 đi, bán lẻ đi nha, 550k cho cây ISO dây trong. Anh em quýnh y được dòng ISO dây trong này đỡ bị rối dây lắm, biết quýnh. Cây này có cân nặng là 274g. Kế tiếp là một cây siêu hiếm của Daiwa dây trong, cây C429 này. Đây anh em coi cái độ cứng nè, anh em hết hồn không? 153m1. Đây qua HS gì trong. Cái này anh em câu đập thủy điện đồ đó, săn hàng cá lớn đồ, vô tư. Ngọn của nó nè. Anh chàng cứng ngắt. Câu săn hàng câu biển gì cũng được. Ngọn khá bé. 4,5 ly. Ngọn 4,5 ly. Đây qua độ cứng 150, 3m4. Cái này em bán rẻ thôi, 1,4 triệu. Cái này cũng siêu hiếm rồi đó. Kế tiếp là một cây lua máy đứng. Sáu không hai, 1m8. Đợi một xíu em. Đây, cây này là lua máy đứng, khoen này là khoen chân sắt luôn nha. Khoen này nó không bể, sợ bể xứ.
cái này nó hơi rỉ, khoan hơi rỉ, chất liệu là carbon, thì giá cái này em bán rẻ chưa, bán rẻ cái này. Cái này của hãng Suyumi nha, em bán 350k cho cây lua mét 8 này thôi. Cây này có cân nặng là 100g. Đây là thông số của nó nè. Này, 1m8 2 khúc, 2 carbon. Em nghĩ cái này là, đâu để em gắm rồi, để em cũng dân câu em chia sẻ cái được cái độ cứng của nó. Cái này độ cứng M nha, MML vậy đó. Ô, ML, ML này giờ quýnh mát, cái chừng 2 đến 10 gram nha, độ cứng này quýnh con mồi từ 2 đến 10 gram, quýnh 6-7 gram là ok. Quýnh cái chẽm. Giá cái này là 350k hả? 350k đi. Nha. Kế tiếp là một cây lua máy đứng nữa. Cây này là một cây bass bomber của nào đây? Suyumi luôn. Độ cứng L 1/4 USS, 1/8, 1/4 USS, 6 đến 10 level. Cây này được thiết kế dàn khoan bugigon nha. Đây nè. Bugi chân gon. Này, anh em thấy không? Thì 1 OZ là 23 gram, 24 gram. Mát 1/4 OZ. Bốn mươi tám chia cho một trăm gram, mát 10 gram, 1/4 mát 10 gram nha. Cây này có mức giá là 650k cho cây Suyumi này. Kế tiếp là một cây 2 khúc câu biển, câu bè. Cây này là của hãng Ryobi. Độ cứng và tổng chiều dày bằng nhau, 150 150. Đó. Cái đọt này là đọt sợi thủy tinh đặc. Nên anh em câu biển đó là bao bao ngon luôn. Ngắt. Chất liệu dưới là carbon. Này. Cây này có mức giá bán rẻ cho anh em thôi. Cây mã 4232 này có cân nặng 290 gram, mức giá là 800k đây. Nha, 800k cho cây này, độ cứng 150, khoan buji, bát buji chữ vàng. Độ cứng 150, dài 105 dài 1,5 m. Cây tiếp là cây 433. Cây này cũng là một cây lua 2 khúc của China xuất Nhật. Rồi Marine ha, Korea, dòng này Korea hãng. Độ cứng ML 6 đến 12 level. 1/2 OZ vào ML 17 gram á, mát 10 11 12 gram. Rồi, cái này em bán 350k thôi. Nha, cho cây này. Cán 3 khúc. Đó, bán rẻ cho anh em. Kế tiếp là một cây câu bè 1m8, 2 đọt, đọt 10, đọt 20. Hay, đây, anh em câu bè 2 đọt nha. Đây, đọt 10, đọt 20. Và cây này có tổng chiều dài 1m8, độ cứng 10, độ cứng 20, khoan bát buji. Và dòng này là dòng Made in China xuất Nhật của Swell. Hàng này thì anh em trên thị trường thì rất là biết rồi. Cây này có mức giá là 850k nha. Đây, cho một cây cần 2 đọt khoan bát buji. Đó, độ cứng 10, độ cứng 20, anh em tha hồ lựa chọn. Cần rất là mới. Kế tiếp là một cây 3 khúc bị gãy đọt. Đây nè, gãy đọt, em nói gãy đọt nè. Đây, gãy đọt. Cây này
chạy chỗ này, nó gãy làm nó gãy chạy chỗ này, gãy đọt, gãy chút xíu ngay chỗ đọt này, nó hạ xuống, nó cắt, hình như là cây này nó cắt luôn, nó cắt, em thấy nó cắt, nó giống như nó cắt cho nó ngắn bớt để nó cứng hơn hay sao. Cây này tổng chiều dài là 2,95 m, cắt đi khoảng 10 cm, còn 2,85 m. Và độ cứng hiện tại, nếu này cây này phơm rất là nhỏ nha, phơm nhỏ. Để em coi này. Cây này độ cứng hiện tại là 50. Đó. Cây này giờ em bán nó về nó gãy, em chịu em bán rẻ thôi. Khoan bát buji nha. Nè, chân bát máy buji gold đẹp. Cây này có chạy chỗ này, chạy sơn ngay chỗ này thôi nha. Để câu bình thường thì em bán cây này mức giá là 500k thôi. 500k. Chứ cây này không gãy rồi em bán cao lắm á. 2,95 m còn 2,85 m. Nửa giá. Không không tới được nửa giá luôn. Kế tiếp là một cây 2,4 m, hai đoạn chất liệu carbon tiếp. Đây. Carbon sắn 2,4 m, hai đoạn. Cây này là C436, có cân nặng 400. Rồi đẹp. Để coi coi. Cân nặng là 368 gram một đọt. Và cái này có độ tổng chiều dài là 2,4 m vào hai đọt 100, cứng 100 đến 120. Hai đọt nha. Độ cứng có hai đọt này. Anh em câu biển cũng được, câu sông hồ cũng được với độ cứng này. Ngọn ngọn trên là tháp nha. Ngọn trên là tháp. Thì giá cây này em bán là 1.200.000 nha. Cho cây carbon hai đọt này, giống như một cái mình mua một cây thành hai cây vậy đó. Nè. Hai đọt. Rồi, cảm ơn anh em Cần Thủ nha. Rồi còn cây cuối em lên luôn, cây cuối này là biến quá. Còn cây cuối, mấy mai em lên tiếp video. Còn cây cuối là cây ba khúc của Phíp. Cây này là nặng 600 gram. Cây này cho anh em bạc bãi biển nè. Rồi đếm coi đi, chiều dài nó nhiêu. 3,6 m nha. Đây là 36, 3,3 m ta. Đã rồi. Tự nhiên nó mờ thông số hết. Bực bội. Cây này rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6 6 12 3 mét 12 3,6 m. Cái này là 3,6 m nha. 3,6 m, cái này em bán rẻ rồi, 450k thôi. Nó cho anh em câu bạc bãi biển, câu lăng xê. Ngọn cũng to đó. Ngọn của nó đây. Ngọn 4 ly. 3 ly 8 chứ, còn 3 ly 8. Rồi. Đây, 3,6 m, 450k. Mã này là mã mấy? 437. Em cảm ơn anh em Cần Thủ nha, tại video hơi dài. Thì chúc anh em Cần Thủ một ngày mới vui vẻ. Thì em cũng nhắc lại, hàng em là 15 tây tháng 9 sẽ đi được. Hàng em về rất là nhiều, anh em cứ yên tâm về hàng hóa không thiếu đâu. Em cũng đảm bảo sản phẩm sẽ đến tay anh em sau ngày 15 tháng 9, sau ngày giãn cách chưa. Mình ở trong nhà mình bị gò bó lâu ngày quá rồi. Mong là ngày đó mình được. Nó nói chứ cũng không cẩn thận nha. Anh em đã bị F0 đi mới mệt. Giữ mạng mình trước đi. Tới ngày đó mở cửa cũng cẩn thận chút xíu. Rồi, cảm ơn anh em Cần Thủ nha. Chúc anh em Cần Thủ ngày mới vui vẻ.